Nguyễn Hùng của BBC tiếng Việt xin kính chào quý vị khán giả của BBC, và tôi hiện giờ đang có mặt ở ngay trước cửa nhà của tiến sĩ luật Cù Huy Hạ Vũ. Và như tôi đã thông báo trên Facebook thì tôi cũng đã nhận được rất nhiều những câu hỏi của các quý vị gửi về cho tiến sĩ, và có lẽ là tôi xin tiến sĩ sẽ trả lời một số câu hỏi, và xin tiến sĩ trả lời rất ngắn gọn tại vì chúng ta có rất nhiều câu hỏi. Thì đầu tiên câu hỏi của một người tên là Vũ Trần thì muốn hỏi là bây giờ theo nhận định của ông thì năm 2016 tổng thống tiếp theo sẽ là Đảng Dân Chủ hay là Đảng Cộng Hòa? Nếu là Đảng Cộng Hòa thì chính sách đối ngoại chuyển trục sang Thái Bình Dương có làm cho Đông Nam Á, đặc biệt là ba nước Đông Dương, có trở thành Afghanistan hay Pakistan hiện tại hay không? Theo ông nghĩ thì Dân Chủ thực sự ở Việt Nam sẽ nhờ vào sự giúp sức của Hoa Kỳ hay là Việt Nam sẽ tự dân chủ hóa như cách mạng Nhung ở Đông Âu? Xin cảm ơn. Tôi nghĩ rằng là trong chính trị đối nội ấy, thì giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ ở Mỹ có những cái khác biệt có thể tương đối rõ. Và chính vì thế là chúng ta đã thấy các cuộc bầu cử diễn ra rất là sôi động giữa những cái phe ủng hộ Dân Chủ rồi những cái phe ủng hộ Cộng Hòa. Thế nhưng mà trong cái lĩnh vực đối ngoại đấy thì tôi khẳng định rằng có thể nói cơ bản là Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa đều có cùng những cái đường lối. Nói như thế để nói rằng là năm 2016 cái cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ diễn ra đấy, thì dù là người của Đảng Dân Chủ hay là người của Đảng Cộng Hòa vào Nhà Trắng thì cái chính sách đối với Đông Nam Á nói chung, đối với Đông Á nói chung, đối với Việt Nam nói riêng không thay đổi. Tức là cái chiến lược xoay trục về châu Á, về Đông Á để ngăn chặn cái sự bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc trong khu vực là không thay đổi. Tôi cũng rất là tự hào là ngay từ năm 2010 thì tôi đã phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là ở VOA, khẳng định là Mỹ phải quay về Đông Á về mặt quân sự để chống lại cái bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc ở trong khu vực, và Việt Nam phải liên minh quân sự với Mỹ để bảo vệ Trường Sa và tiến tới thu hồi Hoàng Sa đã bị Trung Quốc đánh chiếm từ năm 1974. Và tôi đã có một cái phát biểu là đồng hành quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại. Đó là một cái mệnh lệnh đối với toàn thể các quốc gia ở Đông Á chống lại cái bành trướng lãnh thổ, chống lại các hành vi xâm lược và đe dọa xâm lược từ phía Trung Quốc chống lại lãnh thổ của họ. Thế thì cái lợi ích của Mỹ đương nhiên là phải giúp các nước ở Đông Á nói chung và đặc biệt Việt Nam để chống lại cái xâm lược đó của Trung Quốc. Bởi vì nếu Mỹ không giúp các nước ở Đông Á và đặc biệt và trước hết là Việt Nam ấy, thì Trung Quốc sẽ làm chủ hoàn toàn cái Đông Nam Á. Đó là cái đường biển chiến lược mà nơi có đến 50% cái lượng hàng hóa của thế giới bằng đường biển đấy chuyển qua hàng năm. Thế nói cách khác là cái lợi ích của Việt Nam và lợi ích của Hoa Kỳ là trùng khớp với nhau trong cái việc ngăn chặn cái ý đồ của Trung Quốc biến cái Biển Đông thành cái ao riêng của Trung Quốc. Dạ, vâng, và câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ hai là của Việt Anh Đặng, là tiến sĩ đấu tranh dân chủ thành công rồi, chúc mừng tiến sĩ đã được sang Mỹ. Thế còn sang bên này rồi thì có còn đấu tranh gì được nữa không? Đây là một câu hỏi đặt ra để mà hỏi thôi, chứ mọi người đã quan sát là ngay từ khi tôi bước chân sang Mỹ thì tôi đã không một giây nào tôi ngừng đấu tranh cả. Như mọi người thấy là
ngay một tháng sau khi tới Mỹ thì tôi đã ra Quốc hội Mỹ họp báo và nêu ra cái quan điểm là phải dùng cái pháp luật của chính Việt Nam để mà dân chủ hóa Việt Nam. Cụ thể là tôi đòi phải hủy bỏ các điều 79, 88, 258 trong bộ luật hình sự để mà bảo đảm cái quyền đầu tiên là cái quyền tự do ngôn luận, tiếp theo các quyền cơ bản khác của công dân Việt Nam như quyền lập hội, quyền biểu tình và một số các quyền cơ bản khác. Thì đó là cái đóng góp của tôi, và tôi nói thẳng ra là chính quyền Việt Nam hãy chấm dứt cái việc mà trả tự do cho một vài tù nhân lương tâm, hay trả nghĩa là cứ từng chút ít một để lấy lại cái quyền lợi kinh tế hay là quân sự từ các nước phương Tây và đặc biệt từ Mỹ. Thì tôi nói phải chấm dứt đi, dân chủ hóa là cái thế tất yếu, không thể cưỡng lại được, và cái đó có lợi cho tất cả mọi người, kể cả cho các đảng viên cộng sản hiện nay ở Việt Nam. Thành ra để nói rằng là tôi mà Cù Hi Hà Vũ mà không đấu tranh thì không còn là Cù Hi Hà Vũ nữa. Và tôi đã liên tục thể hiện không chỉ bằng lời nói một cách chung chung là giải thể cộng sản, mà tôi đưa ra các phương sách để giải thể chế độ cộng sản này. Ví dụ như là cuối năm ngoái thì tôi đã đề ra cả một cái chủ trương là thực hiện nhân quyền để dân chủ hóa Việt Nam, mà tôi làm một cái bài trình bày tại cái cơ quan mà tôi nghiên cứu là cái viện yểm trợ dân chủ của Hoa Kỳ là National Endowment for Democracy. Đấy, thì để nói rằng là không chỉ từ khi tôi sang Mỹ mà mãi mãi về sau, tất cả mọi người dân từ ở trong nước Việt Nam cho đến ở hải ngoại, thì mọi người tin tưởng rằng là tôi không chỉ đấu tranh đến cùng để giải thể chế độ cộng sản Việt Nam, mà sẽ liên tục đưa ra những cái biện pháp đấu tranh hữu hiệu nhất để mà chấm dứt chế độ này trong cái thời gian sớm nhất có thể. Đã, câu hỏi tiếp theo là của ông Lê Bá Thanh, nói rằng nghe nói trước khi đi được Mỹ chữa bệnh thì anh Vũ có nói chữa khỏi bệnh sẽ về, cũng đã lâu rồi, chẳng hay anh Vũ đã khỏi bệnh để về lại Việt Nam chưa? Tôi chưa bao giờ xin đi Mỹ cả. Tôi cũng chưa bao giờ là lại càng không có cái chuyện mà xin đi sang Mỹ để chữa bệnh. Chính quyền Việt Nam, các cơ quan công an Việt Nam, cơ quan an ninh Việt Nam, họ đều biết rõ điều này, bởi vì đại diện Đại sứ quán Mỹ đã hai lần vào gặp tôi trong trại giam. Hay nói đúng ra là khoảng 27 và năm 2017 tháng 8 năm 2013, trước cái mùng 2 tháng 9 vài ngày đấy, bởi vì mùng 2 tháng 9 là thường có những cái đợt mà trả tự do cho tù nhân đấy, thì đã có các sĩ quan an ninh của Bộ Công an vào gặp tôi và nói anh Vũ sẽ được ra khỏi tù với điều kiện anh viết đơn xin đi Mỹ. Tôi bác bỏ ngay, tôi bảo tôi không bao giờ làm viết đơn xin đi Mỹ cả. Tôi thà ở tù, tôi đấu tranh vì dân chủ nhân quyền, chứ tôi không bao giờ viết đơn xin đi Mỹ. Và chính vì thế, thành ra là Đại sứ quán Mỹ ngày mùng 10 tháng 12, họ trực tiếp vào gặp tôi và họ nói rất rõ ràng là chúng tôi, chính phủ Mỹ rất là vui và rất là hân hạnh được mời tiến sĩ luật Cù Hi Hà Vũ sang Mỹ. Thì tôi nói là lời mời là thiện chí, nhưng cho tôi biết lý do. Chứ không thể nói là mời rồi tôi không biết lý do sang này làm gì cả. Thì họ nói là để tiến sĩ có thể tiếp tục cái công cuộc đấu tranh vì dân chủ, vì nhân quyền và vì quan hệ tương lai của hai nước. Tôi bảo nếu trong trường hợp đấy thì tốt, thì tôi đồng ý, nhưng tôi còn phải hỏi ý kiến gia đình. Và sau đó một tháng thì là đại diện Đại sứ quán Mỹ lại vào lần nữa để hỏi ý kiến là tôi có đã hỏi ý kiến gia đình và có đồng ý chưa. Thì tôi đã nói là lần thứ hai tôi nói tôi đã tham khảo ý kiến gia đình rồi, và tôi
chấp nhận lời mời của chính phủ Mỹ sang Mỹ, nhưng tôi cũng nói một cách chính thức và để nước Mỹ đừng ngộ nhận là tôi có sang Mỹ thì toàn bộ con tim và khối óc của tôi là thuộc về Việt Nam, thuộc về Tổ quốc Việt Nam, thuộc về nhân dân Việt Nam. Và tôi sẽ đấu tranh đến cùng để dân chủ hóa Việt Nam. Và thậm chí tôi còn nói một câu tiếng Anh là tôi quyết đấu tranh chống cái chế độ độc tài cộng sản cho đến cùng. Thế thì thành ra là cái việc mà tôi sang đây là trên cơ sở lời mời của chính phủ Mỹ mời tôi sang đây để tiếp tục cái, để tôi có cái điều kiện mà tiếp tục cái cuộc đấu tranh vì dân chủ nhân quyền tôi. Còn nói về cái chuyện mà về chữa bệnh ấy, thì đây là sự là bịa đặt, bởi vì một là tôi cũng chưa bao giờ có cái ý đấy cả đấy. Mà thậm chí là có một số các sĩ quan họ an ninh họ còn muốn lừa vợ tôi cơ. Họ đến gặp vợ tôi tại nhà, họ nói là bây giờ chị làm cái giấy để mà xin nhà nước cho anh Vũ đi chữa bệnh ở Mỹ. Vợ tôi, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà nói luôn là chưa bao giờ là chồng tôi có cái ý đấy cả. Thành ra là tôi cũng không thể mà đại diện cho ông mà làm một cái chuyện là như thế. Và sau đó cái việc mà các an ninh đề nghị vợ tôi là viết một cái giấy gửi chính phủ Việt Nam để mà cho tôi sang chữa bệnh thì vợ tôi không đồng ý, và nhưng mà sau đó cũng làm lập một cái biên bản nói rõ là chính các sĩ quan an ninh đã đến gợi ý với vợ tôi đấy, hiện là chúng tôi đang lưu trữ tại đây, tại nhà đây, có cái giấy đấy, thì để nói là cái chuyện mà chữa bệnh đấy là hoàn toàn là không có. Tôi được tự do về mặt nhà nước Việt Nam, đó là cái chuyện mà gọi là tạm hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án. Thế thì tất nhiên là nếu tôi lúc nào muốn về Việt Nam, nhưng nếu trong cái tình cảnh mà tôi vẫn luôn là còn 3 năm rưỡi nữa là phải đi tù. Thế thì rõ ràng là nếu mà tôi về Việt Nam, tôi vào trong nhà tù thì chắc chắn rằng cái sự mà đóng góp tôi cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam chắc chắn sẽ bị hạn chế rất nhiều so với trong tôi đang hiện nay đang ở Mỹ. Vâng, và thưa ông thì đó cũng là cái ý mà một bạn khác tên là Lân Hoàng hỏi là tại sao tiến sĩ không bảo vệ bằng được quyền làm công dân Việt Nam, không thể tước đoạt và kiên quyết ở Việt Nam. Thì cái này tiến sĩ dường như đã trả lời được một nửa rồi, nhưng tiến sĩ có muốn bổ sung thêm gì nữa không? Tôi luôn đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền Việt Nam. Thành ra là chắc chắn là tôi, nghĩa là hừng hực chỉ muốn về Việt Nam sớm nhất có thể. Nhưng tất nhiên về để mà có thể đóng góp được mà một cách tích cực nhất cho đất nước Việt Nam. Chứ còn nếu về mà để bị chính quyền Việt Nam tiếp tục tống vào tù thì chắc chắn là tôi sẽ không có được cái điều kiện tốt nhất để mà có thể đóng góp dân chủ Việt Nam. Cho dù từ khi tôi bị bắt, ngay những giây đầu tiên bị bắt cho khi đến khi tôi bước chân ra khỏi nhà tù để sang Mỹ, tôi luôn luôn kiên cường, tôi luôn luôn bất khuất chống chế độ độc tài cộng sản Việt Nam. Tôi luôn luôn bảo vệ các quyền con người của ngay chính các tù nhân ở trong trại năm tại Yên Định, Thanh Hóa, trực thuộc của Bộ Công an Việt Nam. Tôi luôn đấu tranh kể cả bằng cái hình thức là viết những cái kiến nghị gửi nhà nước Việt Nam để cải thiện dân chủ nhân quyền, như tôi đã viết 20 trang viết tay gửi cho Quốc hội Việt Nam để góp ý sửa về cái dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, và sau đó thì là cái văn bản đóng góp tôi đã được đăng trên Internet. Thì để mà nói rằng là hơn có thể nói là tôi là một cái người không chỉ yêu nước mà cái truyền thống gia đình tôi, các cụ thân sinh của tôi, nhà thơ Huy Cận, nhà thơ Xuân Diệu là những người vô cùng yêu đất nước Việt Nam, vô cùng yêu văn hóa Việt Nam. Thành ra tôi không có một lý do gì để mà không mà tiếp cái con đường vì dân tộc của các cụ
từ chính trị cho đến văn hóa. Còn cái lộ trình để mà tôi có thể đóng góp cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, thì cái đầu tiên là phải giải thể cái chế độ độc tài Đảng Cộng sản Việt Nam để mọi người có quyền tự do ngôn luận, và trên cơ sở đó thì tôi mới sẽ có thể có những cái đóng góp tốt nhất của mình ở ngay tại Việt Nam. Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Còn câu hỏi của bạn Keith Bùi là tiến sĩ có suy nghĩ gì về những giải pháp nào làm cho giới trẻ Việt Nam tỉnh ngộ hơn không? Nhiều bạn trẻ bây giờ vì phải trưởng thành dưới mái trường xã hội chủ nghĩa nên vẫn còn cái từ của người ta dùng là cuồng cộng sản quá. Tôi không nghĩ rằng như thế. Hiện nay tất cả các đảng viên cộng sản, kể cả từ là ban lãnh đạo cộng sản cao nhất, kể cả Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng, đều biết rằng cộng sản là thối nát, phải vứt đi rồi. Thậm chí ban lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay là cái gọi là cái tầng lớp tư bản dã man, như kiểu thực dân tìm cách cướp đoạt tài sản từ người dân cho đến của quốc gia thôi. Và tất cả những người trong xã hội Việt Nam, trong đó có các bạn trẻ, đều hiểu rằng chủ nghĩa cộng sản nói chung và cái chế độ độc tài cộng sản Việt Nam thối nát phải bị phế bỏ. Thế còn cái chuyện mà chưa nhiều bạn lên tiếng thì cái chuyện đó nó cũng là một cái tâm lý chung thôi. Các bạn có thể là vẫn trau dồi những cái kiến thức của mình về một cái nền văn minh, đặc biệt văn minh chính trị là một cái chế độ dân chủ, nó là phải chế độ đa đảng. Nhưng dân chủ mà độc đảng thì không bao giờ có thể gọi là dân chủ. Đấy là một cái sự nói bậy, đó là một cái sự nói dối lớn nhất trong lịch sử. Đấy. Thế thì cái chuyện mà các bạn có thể hôm nay chưa lên tiếng không có nghĩa rằng các bạn thấy chế độ cộng sản thối nát phải phế bỏ. Nhưng khi có một cái thời cơ đến, có một cái cơ hội chung của cả dân tộc, thì tôi chắc chắn rằng các bạn thanh niên là một trong những cái lực lượng chủ công đứng lên để thay đổi chế độ cộng sản Việt Nam sang chế độ dân chủ. Còn sang câu hỏi của Avid Silicon thì viết là: như chúng ta biết, bản chất người cộng sản theo đường lối dùng đấu tranh bạo động để lật đổ chế độ tư bản, và có lẽ chỉ có cách đó mới có thể lật đổ được họ. Hay nói cách khác, chỉ có con đường quân sự khả dĩ bắt cộng sản phải đầu hàng và thoái lui. Vậy theo tiến sĩ thì quan niệm dùng quân sự và bạo lực có khả dĩ hay không, trong khi người Việt hải ngoại không có vũ khí, mà Hoa Kỳ thì không có chủ trương này, nhất là trong lúc bang giao hai nước đang dần được củng cố? Chúng ta phải có những cái vấn đề phải tách bạch nhau. Cái quan hệ Hoa Kỳ với Việt Nam là quan hệ ngoại giao. Hoa Kỳ quan hệ ngoại giao với Việt Nam hiện tại không đồng nghĩa là Hoa Kỳ tán thành chế độ cộng sản, mà thậm chí Hoa Kỳ từ trước tới nay vẫn luôn muốn là chế độ cộng sản phải bị phế bỏ, bởi vì đó là chế độ đàn áp con người một cách tuyệt đối. Đấy. Mang lại những thảm họa lớn nhất cho con người, bởi vì như chúng ta đã biết, các tài liệu đã cho thấy là dưới các chế độ cộng sản thì cái số lượng người chết còn nhiều hơn trong các cuộc chiến tranh cộng lại. Đấy. Thế thì để mà nói rằng là cái chuyện mà có những cái cải thiện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thì đó là cái cải thiện quan hệ của Hoa Kỳ với nhân dân Việt Nam. Cho dù tạm thời hiện tại thì là do cái ban lãnh đạo cộng sản tạm thời là quản lý cái đất nước. Thế nhưng cái con đường tới hiện nay và tới thì đương nhiên là chính phủ Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ hết sức các lực lượng dân chủ ở Việt Nam để mà xóa bỏ cái chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tôi khẳng định là thế này, cái lực lượng mà để thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam, xóa bỏ chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam để đưa Việt Nam vào một cái con đường dân chủ đấy, có cái sự hoạt động của tất cả các đảng phái đấy, thì cái lực lượng ở Việt Nam là quyết định. Những người Việt ở hải ngoại mang tính chất là yểm trợ về tinh thần, yểm trợ về chính trị, yểm trợ về thông tin,
yểm trợ kể cả vào các hoạt động về ngoại giao, tức là ở nước ngoài họ có thể vận động trực tiếp với chính phủ sở tại, hay là họ có thể tự do sang các nước khác để mà vận động dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Thì những cái đóng góp của người Việt ở hải ngoại là tuyệt đối cần thiết. Nhưng tôi khẳng định lại lần nữa, cái lực lượng quyết định chủ công thay đổi cái chế độ chính trị ở Việt Nam, xóa bỏ cái độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam để chuyển Việt Nam sang một đất nước dân chủ là 90 triệu người dân ở trong nước, chứ không phải là ở lực lượng gọi là của những cái người Việt sống ở nước ngoài. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là có những người nghĩ rằng giải thể chế độ cộng sản bằng biện pháp bạo lực. Bạo lực thì có thể bao hàm tức là dùng vũ khí. Thì quan điểm của tôi, tiến sĩ luật Cù Hà Vũ, tôi luôn khẳng định là phải giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam bằng biện pháp hòa bình hay phi bạo lực. Và cái phương cách của tôi là gì? Là dùng cái sức ép quốc tế để buộc cái chính quyền hiện tại của Việt Nam, buộc chính quyền Cộng sản Việt Nam thực thi nhân quyền, thực thi đầy đủ ngay những cái quyền cơ bản ghi trong hiến pháp của chính Việt Nam hiện tại, như là cái hiến pháp năm 2013 gồm các quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp, quyền tự do lập hội biểu tình, tự do tôn giáo và một số các quyền cơ bản khác, và để cho mọi người có thể thực hiện một cách đầy đủ đó thì trước hết là phải chấm dứt ngay hay là nạo bỏ ra khỏi bộ luật hình sự những cái điều luật đàn áp nhân quyền như là điều 79 là cái hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, rồi điều 88 là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà tôi là một trong người bị kết án dưới cái điều luật phản nhân quyền này, hay điều 258 là cái gọi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, vân vân. Vậy thì cần phải hủy bỏ ngay những cái điều luật phản nhân quyền đó, và trên cơ sở đó thì cái phong trào dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam sẽ phát triển được. Tuy nhiên, chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay là vũ trang đến tận răng, quân đội, công an kè kè, thì nếu những người đấu tranh dân chủ, nhân quyền tay không tất sắt thì lơ mơ là bị họ đánh đập, đàn áp dưới mọi hình thức và thậm chí là bắt bỏ tù, thì về cơ bản đấu tranh hòa bình, một cách hòa bình, một cách phi bạo lực ở trong nước thì sẽ bị đàn áp. Vậy thì cái nhân tố để mà buộc chính quyền Cộng sản Việt Nam chấm dứt đàn áp là gì? Đương nhiên mọi người thấy là từ quốc tế, từ chính phủ các nước dân chủ trên thế giới, từ các nước phương Tây, từ các nước dân chủ phương Tây ở châu Âu cho đến là các nước dân chủ ở Bắc Mỹ, thì tất cả các nước dân chủ phương Tây đồng tâm hiệp sức với nhau để mà ép chính phủ Việt Nam thực thi ngay những cái quyền cơ bản con người đã được Hiến chương Liên Hợp Quốc công nhận và bảo hộ, mà Việt Nam là một thành viên, và buộc chính phủ Việt Nam chấm dứt các điều luật đàn áp nhân quyền như tôi nói trên, thả ngay lập tức các tù nhân chính trị hay gọi là tù nhân lương tâm bị bỏ tù theo cái ba điều luật này, cũng như thực hiện đầy đủ các quyền cơ bản khác của người dân, để rồi tiến đến tổ chức các cuộc bầu cử tự do nơi mà tất cả các đảng phái, tất cả những cái mọi chính kiến ấy, quan điểm chính trị đều được thể hiện và cạnh tranh với nhau để có thể bầu ra những cái bầu ra quốc hội, rồi từ đó hoặc là bầu ra những cái vị lãnh đạo đất nước thực sự vì dân. Thì tôi cho rằng đấy là cái giải pháp mà duy nhất đúng cho đến hiện nay, khi chúng ta còn nghĩ đến là giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam một cách phi bạo lực. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói ngay rằng là nếu chính quyền Việt Nam không tự giải thể, nếu tự giải thể là điều rất tốt, tất cả mọi người đều hoan nghênh, mà cuối cùng cũng phải lùi dưới sức ép của
cái sức ép từ các nước phương Tây. Tất nhiên trên cái nền tảng của đấu tranh dân chủ trong nước thì cái chuyện là tốt rồi, nhưng nếu mà không làm được như thế thì chính quyền Cộng sản Việt Nam phải đối mặt với các cái cuộc khởi nghĩa tiềm năng sẽ nổ ra vào bất kỳ lúc nào, và sẽ các cuộc khởi nghĩa đó của người dân sẽ được quân đội tham gia, thậm chí quân đội đóng vai trò chủ chốt trong cái việc thay đổi chế độ Cộng sản Việt Nam như chúng ta đã thấy ở Liên Xô hay ở các nước Đông Âu khác. Đã, và còn hai câu hỏi này thôi. Lân Hoàng thì hỏi là tiến sĩ nói dân chủ sắp tới thì sắp tới là khi nào, 10 năm, 20 năm, 30 năm hay 100 năm? Rồi cũng có ý kiến là tiến sĩ nói rằng là sẽ tung ra một đòn sấm sét, thì liệu cái đó, đòn sấm sét đó là gì và khi nào? Thực tế tôi nói đòn sấm sét là cái tôi đã đưa ra rồi, tức là cuối tháng 12 tôi đã đưa ra cái giải pháp giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam một cách phi bạo lực, đó là buộc chính quyền Việt Nam, chính quyền Cộng sản Việt Nam thực thi nhân quyền. Bởi vì một khi chính quyền Cộng sản Việt Nam buộc phải thực thi nhân quyền, bỏ hết tất cả những cái điều luật đàn áp đấy, trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, bảo đảm những cái quyền cơ bản của công dân ghi trong Hiến pháp Việt Nam cũng như được cái Hiến chương Liên Hợp Quốc và các luật khác của quốc tế như là các quyền dân sự và chính trị, Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị công nhận đấy, thì chế độ Cộng sản Việt Nam chắc chắn là sẽ phải chấm dứt. Và tôi cho rằng cho đến bây giờ thì chính quyền Việt Nam đang rất là khó cưỡng lại cái trào lưu là phải thực hiện ngay chính những cái quyền mà Hiến pháp đã ghi nhận cho người dân, cho công dân. Thế thì đấy gọi là cái đòn sấm sét của tôi, tức là tôi khẳng định lại lần nữa là chính quyền Việt Nam nếu không muốn bị những cái cuộc khởi nghĩa, tức là những biện pháp bạo lực mà xóa bỏ chế độ độc tài của họ, thì cái chính quyền Cộng sản Việt Nam phải đi vào cái con đường dân chủ hóa, mà trước hết là phải chấm dứt các hành vi đàn phạm áp nhân quyền. Cho nên là khi nói chữ sấm sét đây là phải nói là cái ý tưởng đó, là về nói về phương pháp, chứ không phải sấm sét như là ném một quả bom nguyên tử để cho tất cả là tan thành mây khói. Vâng, và câu hỏi cuối cùng là của một bạn Hi C, tức là bạn nói rằng mình nghĩ hòa giải dân tộc là điều mà đất nước cần nhất hiện giờ, chứ không phải là dân chủ, nhân quyền, cũng không phải là cộng sản, cộng hòa hay bất cứ một đảng phái nào cả. Thì tiến sĩ có suy nghĩ gì về ý kiến của mình? Bạn câu hỏi vừa rồi thể hiện là bạn không hiểu về chính trị. Bởi vì hòa giải là gì? Hòa giải là cái việc mà phải thương lượng giữa những người có quan điểm chính trị đối lập với nhau thì hòa giải. Thế nhưng chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay thì là không những là bác bỏ hoàn toàn chế độ Việt Nam Cộng hòa, thì thôi cái đấy nó thuộc về quá khứ. Nhưng cái điều quan trọng nhất là những cái người mà đấu tranh vì dân chủ nhân quyền đưa ra những cái quan điểm chính trị khác, thậm chí đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, để nhằm để mà tìm cho cái dân tộc Việt Nam, cho đất nước Việt Nam một cái con đường mà phát triển một cách tốt nhất và đỡ tốn xương, không những đỡ tốn xương máu mà là đỡ tốn ngay cả những cái tài nguyên vật chất khác đấy, thì cái Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ vì thu mà tôi muốn nói cụ thể cái ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, trước hết Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng đấy, thì là chỉ muốn ăn cướp cho thật nhiều, nhét vào túi của mình và cho gia đình mình, cho con cái mình, cho người thân của mình, cho băng phái của mình, trên cái sự thiệt hại và cái sự thất bại của cái dân tộc Việt Nam này, thậm chí họ sẵn sàng bán nước cho Trung Quốc, thì cái chuyện đấy là độc tài, mà đối với độc tài thì không có thể có cái chuyện hòa giải được. Cho nên là dân chủ nhân quyền, đấu tranh cho dân chủ nhân quyền đó là cái cách tốt nhất để đưa đến một cái sự hòa giải dân tộc. Tức là đấu tranh dân chủ nhân quyền một khi đã thành công trong việc giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam, thì giữa những người có chính kiến khác biệt với nhau thì lúc ấy thoải mái bàn bạc với nhau
và không đồng ý thì không bỏ phiếu cho nhau, thế thôi, chứ không dùng bạo lực để trấn áp lẫn nhau nữa. Cho nên cái chuyện hòa giải trên thực tế đó là phải chấm dứt cái chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì giữa những người dân Việt Nam với nhau ở trong nước và giữa những người Việt Nam trong nước với những người Việt Nam ở hải ngoại, đặc biệt là với những người đã sang nước ngoài vì cái xuất xứ của họ là chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cũng như vì họ phản đối cái chế độ Việt Nam mà họ phải vượt biên bằng đường biển với bao nhiêu xương máu, thì lúc ấy thì chúng ta mới có thể đạt được một cái sự hòa giải. Cảm ơn tiến sĩ rất nhiều đã trả lời các câu hỏi của độc giả, thính giả và khán giả của BBC. Vâng, cảm ơn.